đang có mặt tại nhà hàng Star Kitchen. Đây là món mì hoành thánh của tớ. Cục hoành thánh to vật vã luôn. Thật quá. Rất là vừa ăn. Vô cùng hấp dẫn. Ngon quá. Rồi đây là món mì hoành thánh của tớ. Trước tiên là thử nước trước. Rất là vừa ăn. Đây, mì hoành thánh. Cái cục hoành thánh to vật vã luôn. Quên, cho mọi người thấy cái ruột của nó. Đúng không? Chứ ăn vô mọi người có thấy bên trong nó có cái gì. Đây. Oh. Nhân của hành thánh nè, có tôm. Có tôm, có thịt. Vô cùng hấp dẫn. Trong lúc cô ấy đang quay. Rồi, chúc mọi người ngon miệng. Và đừng quên đăng ký kênh mình, comment để xem nhiều review thú vị nhé. Bye bye.